8005 mà lần trước đây em có giới thiệu trên kênh, sau đó em đã bàn giao cho một anh khách ở trong Đồng Nai thì phải. Và ngày hôm nay thì bên em lại về bổ sung thêm một con máy nữa, Mazang NA8005, cũng là bản thùng xốp đẹp như mới. Bộ này với mức giá là 16.500.000 các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay chi tiết để các bác cùng nắm bắt được về cái hình thức của con máy này. Để mà nói chia sẻ về cái dòng DAC của Mazang thì đây là một trong những cái phiên bản nâng cấp của 7004 với thay đổi toàn bộ về cấu hình bên trong, khả năng giải mã lên tới DSD, tích hợp mạng LAN để kết nối AirPlay với iPhone, một trong những cái tính năng rất là hay mà 7004 của chúng ta lại không có. Đây là thân máy, còn đây là thùng xốp. Ở trong thùng xốp thì cũng như những cái sản phẩm khác thôi, về hàng thì sẽ bao gồm sách vở này, khiển zin này và dây nguồn các bác nhé. Đây là hình thức của nhân vật chính, hàng đẹp tuyệt vời xuất sắc, các bác có thể nhìn trên mặt lưng này. Con này em đánh giá khoảng 98-99%, hàng đã qua sử dụng nhưng mà hàng còn rất là dữ và mới. Kích thước dân dụng, chiều rộng 44cm, ngôn ngữ thiết kế truyền thống của Mazang, hai cánh buồm vắt với hai bên. Phần ở giữa của chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế bằng nhôm phay xước, hai bên má cánh buồm thì được làm bằng nhựa sơn màu champagne vàng đồng rất là đẹp. Hệ thống cụm nút điều hướng cũng như play được thiết kế đối xứng, logo của Mazang được nằm ở giữa. Màn hình hiển thị với đèn led màu trắng và background nền màu đen các bác nhé. Đây là phía sau của 8005. Được sản xuất năm 2015, hệ thống analog out sẽ bao gồm audio out sẽ bao gồm một cặp RCA. Hệ thống digital in sẽ bao gồm đồng trục, quang học và USB DAC từ máy tính. Hỗ trợ một đường cắm mạng LAN. Đó, và hệ thống digital out thì cũng có quang và đồng trục đầy đủ hết. Máy này là máy được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá, chứ không phải là Việt Nam. Xuất cho Nhật, nguồn điện sẽ là 100V các bác nhá. Và so với 7004 cũng như 6005 và 6006, con này nó vẫn có một cái độ chất hơn rất nhiều về tiếng, và đặc biệt nó sẽ nặng hơn về cái cấu hình bên trong, được làm tách biệt với bo mạch giải mã cũng như bo mạch xuất âm được làm rất là chi tiết, cũng như cái biến thế nguồn của nó được trồng nhiễu tốt hơn. Bộ Mazang NA8005 với mức giá là 16.500.000. Bộ này thì sẽ giải mã cho các bác từ TV, máy tính, đồng trục, USB ổ cứng, AirPlay khi các bác kết nối mạng. Đấy là tất cả những tính năng giải mã của máy. Nó có khả năng chơi DSD lên tới 5.6 các bác nhé. Máy bán ra sẽ được tặng kèm USB 32GB và cáp quang các bác nhé.
Trong cái lô máy lần trước mà đã lỡ hẹn với em 8005 này thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm luôn để được sở hữu em máy này các bác nhé. Mức giá của máy là 16.500.000, máy bán ra sẽ được tặng kèm USB và cáp quang. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.